Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp nhận định U23 Việt Nam với U23 Thái Lan, đại chiến quyết định. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan hứa hẹn có trận đấu cân tài cân sức ở màn quyết định tầm vé đi tiếp ở giải U23 Đông Nam Á 2022. Thắng lợi 7-0 đầy ấn tượng trước U23 Singapore ở trận gia quân giúp U23 Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ bước vào màn quyết đấu đối thủ số 1 U23 Thái Lan với lợi thế tâm lý cùng quyết tâm cao. Trong khi đó U23 Thái Lan sau khi đánh bại U23 Singapore 3-1 cũng có cơ hội lớn góp mặt ở bán kết. Với diễn biến bảng A, U23 Campuchia bất ngờ thua sốc 0-1 cho U23 Đông Timor. Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa trước U23 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng là đủ điều kiện đi tiếp vào vòng bán kết giải U23 Đông Nam Á. Thậm chí ngay cả khi thua 0-7, thầy cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn đi tiếp do so hơn số bàn thắng so với U23 Campuchia. U23 Thái Lan sẽ bị loại nếu để thua U23 Việt Nam với cách biệt 3 bàn trở lại. Dẫu vậy, nếu xét ở quá khứ đối đầu, U23 Việt Nam là đội bóng lép vế trước U23 Thái Lan khi thua tới 4 hòa 2, thắng có 2 lần ở 8 trận đối đầu vừa rồi. Không những vậy, U23 Việt Nam đang gặp tổn thất lớn về nhân sự khi sẽ thiếu vắng 11 cầu thủ ở trận đấu này. Trong đó có 10 ca nhiễm COVID-19 và trường hợp của tiền vệ Phan Bá Quyền dính chấn thương chưa bình phục. Trong khi đó, U23 Thái Lan có lực lượng mạnh nhất và được nghỉ ngơi dài trước ngày đại chiến. Đánh giá cơ hội giành chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết. Về U23 Thái Lan, đối thủ tới đây của U23 Việt Nam vào ngày 22 tháng 2, tôi đã xem trận đấu giữa họ và U23 Singapore vài ngày trước. Đội hình U23 Thái Lan mang đến giải này có tuổi đời còn rất trẻ nhưng vẫn là thế lực của Đông Nam Á. Các cầu thủ của họ thi đấu với nhau nhiều năm, điều đó được thể hiện rõ ràng qua cách chơi, sự gắn kết qua các tình huống bóng. U23 Thái Lan thi đấu với sơ đồ 433. Tôi nghĩ cơ hội cho hai đội là 50-50. Đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn, tinh thần tốt hơn, cộng thêm may mắn sẽ giành được thắng lợi. Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam, Y Elinie, Quang Thịnh, Thanh Khôi, Quang Nho, Xuân Tiến, Văn Tùng, Văn Thắng, Xuân Quyết, Văn Hữu, Văn Sơn, Duy Cương. U23 Thái Lan, Pan Thông, Siang Thông, Chan Sri, Bua Phan, Kun Khong Henmech, Bun Ha, quân Panja, Kadijoy. Tin tiếp theo, bốn cầu thủ U23 Việt Nam đi đường bộ sang Campuchia để kịp đấu Thái Lan. Dự kiến bốn trong sáu cầu thủ được bổ sung U23 Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á sẽ sang Campuchia bằng đường bộ. Bốn cầu thủ đi đường bộ gồm có Phan Tuấn Tài, Việt Huỳnh Tiến Đạt, Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Thanh Nhân, Hoàng Anh Gia Lai, Trần Bảo Toàn, Hoàng Anh Gia Lai sẽ sang Campuchia hội quân cùng U23 Việt Nam. Trạng đường từ thành phố Hồ Chí Minh sang Phnom Penh có thể khiến các cầu thủ mất khoảng 7 giờ đồng hồ. Dự kiến họ có mặt tại Phnom Penh trước hai đồng đội và được đăng ký thi đấu trận gặp Thái Lan. Cuộc đối đầu này diễn ra lúc 19 giờ ngày 22 tháng 2. Sáng 21 tháng 2, huấn luyện viên Kia Tisak đã thay mặt thanh nhân tiến đạt bảo toàn. Chiến lược gia người Thái Lan nhắc nhở, động viên và chúc học trò thi đấu tốt trong màu áo U23 Việt Nam. Hai nhân tố còn lại là Đinh Quý Quảng Nam, Vũ Đình Hai Phù Đồng sẽ đi đường hàng không. Do chuyến bay tuyến thành phố Hồ Chí Minh Phnom Penh chỉ có một chuyến mỗi ngày khởi hành trong khoảng 15 đến 16 giờ, cộng thêm các thủ tục hành chính khác, các cầu thủ gần như không thể kịp ra sân trận gặp Thái Lan. Chiều 21 tháng 2, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trên sân Nips. 12 cầu thủ vắng mặt, trong đó thủ môn Y bị chấn thương cổ chân. Anh bị đau trong buổi tập chiều 18 tháng 2 nhưng vẫn được ra sân ở trận gặp U23 Singapore. Bảng C có một trận đấu giữa U23 Việt Nam và Thái Lan nữa là kết thúc. Hai đội cùng đánh bại U23 Singapore, nhưng thầy cháu liên viên Đinh Thế Nam tạm thời xếp trên nhờ nhìn hơn về hiệu số bàn thắng bại, cộng 7 so với cộng 2. Báo Capuchia đừng mong U23 Việt Nam sẽ giúp chúng ta vào bán kết. Các báo Campuchia đều tỏ ra thất vọng sau trận thua Timor-Leste 0-1 của đội nhà, và họ đều có chung nhận định rằng khó hy vọng U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 3-0 để giúp chủ nhà giải U23 Đông Nam Á đi tiếp. Vừa qua, lượt trận cuối cùng bảng A thuộc khuôn khổ giải U23 Đông Nam Á đã chính thức diễn ra. Đây được coi là lượt trận quan trọng để quyết định trực tiếp tấm vé lọt vào bán kết U23 Đông Nam Á. Trước lượt trận diễn ra, U23 Campuchia và U23 Timor Leste là hai đội đang xếp đầu bảng. Đội chủ nhà có lợi thế hơn và chỉ cần kết quả hòa là đủ đi tiếp vào bán kết. Tuy nhiên, kết quả trận đấu khiến nhiều người bất ngờ khi U23 Timor Leste mới là đội có 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất chính là pha phản lưới của cầu thủ đối phương. Với chiến thắng này, U23 Timor Leste vươn lên dỡ đầu bảng A, giành quyền vào vòng trong. Trong khi đó, U23 Campuchia chỉ xếp thứ hai và phải trông mong kết quả bảng C, hy vọng lách qua khe cửa hẹp chứng kiến điều này, nhiều cổ động viên bóng đá xứ chùa Tháp đã phải cầu cứu tới U23 Việt Nam vì chỉ có thầy cháu luyện viên Đinh Thế Nam mới có thể giúp U23 Campuchia lọt vào vòng trong. Tuy nhiên, nhiều tờ báo Campuchia tỏ ra không mấy lạc quan. Tờ Costa Steffip bình luận về trận đấu: "Trận đấu đã được hơn 25.000 người có mặt tại sân Modurok Tayro theo dõi trực tiếp, điều đó nói lên kỳ vọng của các vận động viên Campuchia, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là thất vọng." bởi các cầu thủ dù thi đấu nỗ lực để giành chiến thắng nhưng chất lượng lối chơi không cao đây là kết quả tiếc nuối vì Campuchia không cần thắng Timor Leste chỉ cần hòa chúng ta xếp nhất bảng A sau trận này đội chủ nhà về cơ bản không còn nhiều hy vọng vào bán kết bởi ở bảng C Thái Lan và Việt Nam tuy còn một trận nhưng với những gì đã có cơ hội rất rõ ràng với họ Tờ May đưa ra nhận định trận thua này khiến Campuchia phải đứng thứ nhì bảng A trong khi Timor Leste đứng nhất và thẳng tiến vào bán kết nhìn chung Campuchia còn ít cơ hội vào vòng trong. Với tình hình thực tế lúc này, việc mong Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-0 trở lên là xa vời. Đội tuyển U23 Campuchia nếu muốn đi tiếp vào vòng trong thì phải chờ đợi kết quả trận đấu cuối bảng C. Nếu như tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Thái Lan hoặc Thái Lan đánh bại Việt Nam 8 trái trở lên, cơ hội thuộc về Campuchia. Tuy nhiên, kịch bản 2 dường như khó có thể xảy ra. Truyền thông Trung Quốc sốc chữ U23 Việt Nam U23 Việt Nam giành chiến thắng hủy diệt trước U23 Singapore ở giải U23 Đông Nam Á. Truyền thông Trung Quốc tỏ ra choáng ngợp. U23 Việt Nam vừa có chiến thắng hủy diệt 7-0 trước U23 Singapore tại giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra ở Campuchia. Thắng lợi của U23 Việt Nam khiến truyền thông Trung Quốc thực sự choáng ngợp. Phóng viên chuyên theo dõi mảng bóng đá châu Á, Madison đã nhìn nhận trên tờ Titan Sport. U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore vốn là kết quả bình thường, nhưng một trong những lý do khiến nó gây nhiều sự chú ý, đó là Việt Nam tham dự giải năm nay không phải đội bóng thuộc nhóm tuổi sinh năm 99 mà là lứa cầu thủ sinh năm 2001 của tuyển U21 Việt Nam. Trong khi xây dựng kế hoạch phát triển cho những năm tiếp theo và hướng tới World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng đội tuyển trẻ các cấp. Lần này, việc chọn cầu thủ tuyển U21 với mục đích rèn luyện cọ sát nhằm tranh tài tại Á vận hội ở Hàng Châu vào tháng 9 năm nay. U23 Singapore của lứa cầu thủ sinh năm 99. Đối đầu với đội bóng có lứa cầu thủ kém mình 2 tuổi, nhưng U23 Singapore thua cách biệt 7 bàn. Đây là điều không ai có thể tưởng tượng được, cho thấy sự yếu kém của bóng đá Singapore. Mà khác, bóng đá Việt Nam tiến bộ quá nhanh. Truyền thông xứ tỷ dân nhắc lại một ví dụ điển hình khác cho thấy sự phát triển nhanh chóng của bóng đá trẻ Việt Nam. 3 năm trước vào tháng 3 năm 2019, U19 Trung Quốc được mời đến Nha Trang Việt Nam để tham dự giải tứ hùng. Liu Jurun, Liu Sunxian, Hao Yu, Subi, Yi Xianglong, Chen Zhuhau, những người đang tham gia tập huấn cùng U21 Trung Quốc tại Thượng Hải đều sang Việt Nam cùng đội U19 trước đây. Lúc đó tuyển Trung Quốc thất bại 0-1 trước Việt Nam. Song song với sự đi lên của bóng đá trẻ Việt Nam, bóng đá Trung Quốc cho thấy dấu hiệu đi xuống trầm trọng ở tất cả các giải các cấp, nhất là tuyển quốc gia. Hôm mùng 1 Tết vừa qua, Trung Quốc thất thủ 1-3 trước Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!